Chào các bạn đã quay trở lại với YouTube Việt Nam. Hôm nay xin giới thiệu các bạn một cái bộ dụng cụ sửa chữa đa năng của Đức. Lần trước mọi lần ý trên kênh YouTube của mình đã có một bộ, đó là mã hàng là 911-0727 gồm 127 món chuyên dụng sửa chữa đa năng. Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn một cái bộ khác. Bộ này thì nhiều món hơn, có mã hàng là 911-0649. Bộ này thì gồm có 149 món. Đấy, chuyên dụng để sửa chữa đa năng, ứng dụng rất là nhiều công việc. Đấy, có thể là ứng dụng cho nhà máy, cho gara ô tô, cho các trường đào tạo nghề hay là ngay cả trong dân dụng. Với những cái bác nào đam mê sở thích đồ nghề thì cũng có thể mua. Bộ này thì của Kaisun Japani. Ok, bây giờ chi tiết nhà thì mình sẽ bóc luôn cho các bạn xem. Đấy, đây là cái tác bên ngoài của nó, bọc hộp. Đây, bộ này thì đặt xuống nhà. Đấy, khi mà đặt hộp thì chúng ta chú ý để cái chữ Kaisun này nó hướng bên trên nhá, nếu không thì nó sẽ bị đổ hết toàn bộ đồ nghề. Thì đây là mặt đúng này, gạt lẫy để mở khóa này. Đây là cái cách mở khóa rất là thân thuộc với những cái bộ của Kaisun Japani. Bộ này thì được đóng gói ở trong cái hộp, hộp này là hộp nhựa này. Bốn cạnh này thì được bọc inox, được bọc bằng thép. Đấy. Ok. Bộ này thì có chiều dài ở ngoài thùng là 45, à, 45 này. Chiều rộng của nó là 32, chiều cao của thùng ở đây là 16. Đó, đấy là cái kích thước chung của hộp. Trọng lượng thì nó cũng rơi khoảng mười mấy cân đấy. Đây, bên này thì gồm có 4 ngăn. Thì như các bạn có thể thấy ở đây, cái ngăn đầu tiên đó là rất là có rất là nhiều các loại kìm. Từ đây là kìm cắt đinh này, kìm cắt nhổ đinh này, kìm mỏ quạ này, kìm đồ bằng này, kìm mũi nhọn này, kìm cắt thường này. Một cái dao dọc giấy này, một thước cặp cơ này, và một đèn pin. Đó, rất là đa dụng. Ở cái ngăn thứ hai thì các bạn có thể thấy đây là toàn bộ những cái ví dụ như là cưa này, hay là những cái đột đục, rũa. Đó là những cái món cơ bản. Ở đây thì đây thì có một cái kìm, đây thì lấy luôn cho các bạn xem này. Đây ví dụ như đây là cái kìm đa năng, kìm đây còn gọi kìm đầu bảng. Đấy, ứng dụng trong rất nhiều công việc, từ dân dụng cho tới là dùng cho sửa chữa tại nhà máy. Mã hàng của cái này là 115-1021. Mình sẽ chỉ nói cơ bản tổng quan về cái bộ này thôi, còn những cái chi tiết nào thì nó đã có tại trên trang Kaisun Việt Nam hoặc trang YouTube Việt Nam, mình cũng đã viết bộ này và sẽ sâu từng rất là từng những chi tiết các bạn xem rồi. Ok, thì chúng ta sẽ sang tới ngăn thứ 3 và ngăn thứ 4 đi. Ở cái ngăn thứ 3 này thì chúng ta có thể thấy là nó gồm rất là nhiều những tua vít, gồm có tua vít hai cạnh, tua vít bốn cạnh, đây có cả tua vít thử điện này, một bộ lục giác, một bộ đột, rất là nhiều chi tiết. Đấy, và một cái này đây, cái này là những cái bút hít, bút hít từ gồm để có thể hít tất cả những cái chi tiết nó bị rơi ra. Đấy. Đó. Đó là hay, ví dụ như ốc vít các thứ mà rơi thì mình có thể dùng cái bút này để đi dò, để dò lại. Đấy. Lấy một cái cây tua vít đi. Ở đây thì ở đây chúng ta có một cái cây tua vít đầu dẹp. Của nó, kích thước của nó đó là 6,5 x 125, mã hàng là 159-1008. Đây. À, tên hãng cũng như là thông số có thể được khắc luôn ở trên thân của tô vít này. Đó. À. Ở dưới ngăn cuối cùng này thì chúng ta có thể thấy đó là cái rất là nhiều đầu khẩu và tay vặn cũng như là đầu bit. Đây, đầu khẩu và tay vặn ở đây thì chúng ta có hai size, đó là 1/2 inch. Đây, 1/2 inch đây. Đó, 1/2 inch. Lớn nhất của nó đó là 32 này, thì sẽ lấy cái đầu khẩu 32. Đây, Kaisun này. Đầu khẩu 32, đây là khẩu 6 boy. Lớn nhất là 32, đầu vuông là 1/2 inch. Đây, đi kèm theo đó thì đó là một tay vặn 1/2 inch. Các bạn nhanh. Gạt lẫy đảo chiều. Đó. Ngoài cỡ 1/2 thì chúng ta có một bộ đầu khẩu và tay vặn 1/4 inch. Cỡ lớn nhất của nó ở đây đó là 13mm là lớn nhất này. 13mm là lớn nhất này. Vẫn là đầu khẩu 6 boy, đầu vuông 1/4. Kết nối với cả tay lắc nhanh. Ok. Đi kèm theo đó thì có rất là nhiều những cái tay thanh nối dài hay là đầu chuyển đổi chữ T. Đấy, các bạn có thể thấy ở phía dưới này thì chúng ta có một bộ cờ lê phổ thông, size của nó là từ 8 cho tới là chắc đây là 19 rồi, 8 đến
8-22 cờ lê đầu vòng miệng, hãng cái Stone Germany. Và cây lớn nhất này size 22 có mã hàng là 1517-0622. Ok, ngoài ra thì đi kèm theo thì ở đây còn chúng ta có một cột thước, thước 5m này, và một bộ đầu bit 1/4. Bộ đầu bit này sẽ sử dụng với cả cái tay vặn này, tay vặn đầu lục giác 1/4 này. Đây thì sẽ kết nối như này. Đó, phần đầu này sẽ lắp vào đầu bit. Đây. Ok. Đấy, đại loại nó sẽ là như vậy. Còn không thì chúng ta có thể kết nối luôn như vậy cũng được. Ok. Thì trên đây mình vừa mới giới thiệu những cái món cơ bản của cái bộ dụng cụ sửa chữa đa năng, gồm 149 món của Custom Germany. Mã hàng của nó là 9110649. Chi tiết bộ này như thế nào thì mình đã để tại link dưới video, các bạn có thể click vào đó để đọc thông số chi tiết của cái bộ này và có thể đặt mua hàng luôn tại đó. Hàng này thì hiện tại đang có sẵn hai bộ tại Unicom. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.